Misa rất vui mừng được chào đón quý vị đang đến với giờ đọc truyện hôm nay trên kênh YouTube của giọng đọc xứ Cơ Hoa. Mến chúc quý vị và gia đình luôn luôn sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Nơi đây, giọng đọc xứ Cơ Hoa xin gửi lời tri ân đến tất cả quý vị đã thương yêu và ủng hộ cho giọng đọc trong suốt thời gian qua cũng như thời gian sắp tới. Quý vị ơi, cũng xin đừng quên tiếp tục hoan hỉ ủng hộ cho giọng đọc thêm nhiều chuông subscribe đăng ký kênh và giới thiệu cho bạn bè cùng người thân biết đến giọng đọc xứ Câu Hoa nữa nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Trong buổi gặp gỡ hôm nay, Misa mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Trên sông Hoàng Hôn của tác giả nhà văn Ngọc Linh. Chúc quý vị có những phút giây nghe truyện thiệt là thoải mái. Chương 5, phần 2 Thọ vừa trở mình, đã nghe có tiếng thì thầm trước cửa phòng. Đừng Dung, đừng Dung, để anh ấy ngủ. Tiếng của Dung cất lên. Được mà chị, 8 giờ rồi, ảnh đâu có ngủ trễ dữ vậy. Chắc tại thuốc của thầy Tư á. Thọ nghe rõ ràng tiếng nói của Mai, chứ không có ai khác. Cứ để ảnh ngủ mà Dung, mình còn ở chơi lâu được không sao? Nghe chị Năm qua báo tin mừng, mình còn muốn đi hồi đêm hôm đó nhưng bị thiết quân luật má không có cho coi bộ ảnh bệnh nhiều hay không dung thọ xúc động bồi hồi trước tấm chân tình của người con gái đã yêu thương mình dung đáp lời mai hồi mới về trong ảnh bèo nhèo lắm mình mẩy bầm tím hết chị à trời ơi tụi nó khốn nạn quá ba em nói tụi thằng năm quýnh biết khôn mà thả anh thọ ra nếu không hả ổng cho tụi nó tù rụt xương á thọ chợt nghĩ tới những dân lành khác bị năm quýnh hãm hại phải chi ông hội dùng quyền thế hạ năm quýnh thì dân làng mang ơn ông biết bao nhiêu có tiếng dung bảo mai má em định để anh thọ khỏe khỏe rồi dẫn ảnh qua bển cảm ơn bác trai á ừ, ơn nghĩa gì dung ba mai dặn qua bảo anh thọ cứ nằm nhà mà nghỉ cho khỏe đừng có lội tới lội lui chẳng ích lợi gì á bà chủ nghe tiếng của mai tự nhà sao đi lên kìa cháu cháu mới qua hả thằng thọ về hôm qua rồi đó thiệt cũng nhờ ơn anh hội mai đứng dậy cách tay xá không có dám nói gì nhiều chỉ dân dạ theo từng câu hỏi của bà chủ trong khi đó Dung lẻn vào phòng anh, nàng đã quên câu chuyện đêm qua. Dung nhìn qua giải mùng thấy anh đã thức thì cự nữ. Anh, chị Mai qua thăm anh đó, nằm hoài hay sao? Thọ thấy em đã quên giận nên cười lầm lành. <laughs> chưa anh làm gì bây giờ? Chạy đại ra, anh chưa có rửa mặt mà. Dung lắc đầu, anh kỳ quá à? hừng đông á chị ấy đã tới nhà rồi chị mến anh như vậy không thấy sao rồi nàng trở ra gọi mai chị ảnh thức rồi nè thọ vội vã ngồi lên không về cô em gái chơi khăm như vậy mai vào đây làm sao mà chẳng đi rửa mặt cho kịp thọ lại nằm xuống chịu trận bà chủ đang nói chuyện với mai nghe dung nói thọ đã thức cũng bước vào thăm con Sao? Đỡ chưa con? Thọ ngó mẹ đáp. Dạ, đỡ rồi má. Thoáng thấy Mai đứng sau lưng mẹ, chàng tươi cười. Chào cô Mai. Dạ, chào anh. Bà chủ đưa tay rờ trán con rồi bảo Mai. Nhờ nó uống thuốc gia truyền của thầy Tư đối chấp. Không có thuốc đó về sao máu động lại cũng chết mai nhăn mặt nhìn thọ với đôi mắt ái ngại lo âu bây giờ anh thấy trong mình sao thọ cười bảo nàng cũng gần như thường hả con bà chủ ngó con rồi ngó mai nói thôi cháu ở chơi nghe bác còn công việc mê mê ở nhà sao á rồi bà bước ra ngoài để mai ở lại một mình với thọ dung cũng đi mất không có thấy trở vào Mai e lệ cúi mặt nhìn xuống. Nàng thấy rõ mẹ và em thọ đều có ý định để mình tự do nói chuyện với chàng. Trong lòng Mai cảm kích vô cùng. Thọ ngó Mai khẽ nói. Cô ngồi chơi. Mai vừa ngồi xuống ghế chàng đã nói tiếp. Thiệt làm phiền bác hội và cô quá. Tai bay quả gỡ dị đau. Tôi định bớt bớt bệnh sẽ qua thăm bác. Mai lặp lại câu nói đã bảo dung lúc nãy. Ba nói anh nên nghỉ cho khỏe, đừng đi nhiều. Thọ cười rồi không biết nói gì thêm. Mai thấy chàng ít nói quá nên gợi chuyện. Hôm anh bị bắt em có qua đây nữa. Tôi có nghe Dung nói lại, cô tới luồn chi cho cực vậy? Mai ngói chàng cao mài. Sao mà cực anh? Em, em còn giận mình không có giúp anh được nhiều á Nghe anh bị chúng đánh đập em khổ quá Đôi mắt nàng đó ẩn lên, nàng rơm rớm nước mắt Trông thật dễ thương Thọ xúc động bồi hồi trước mối tình tha thiết của Mai Chàng lửa lời nói Thiệt tôi không về mai lo cho tôi dữ vậy á Mai cười bảo thọ Em còn định qua bót tìm năng quýnh nữa anh Hôm nay mà anh chưa về chắc em đã qua bển rồi á. Thọ kêu lên. Cô qua đó làm sao được? Tụi nó tàn bạo hung ác lắm. Kệ chứ. Bộ nó dám hại em sao? Nói thiệt với anh á. Em không về ba vẫn âm thầm lo cho anh. Chứ hôm kia đã tưởng ổng buông trôi rồi á. Thọ ngơ ngác. Cô nói, nói gì tôi chưa hiểu. À, anh làm sao mà hiểu được? Ba gặp năm quýnh rồi về đây thì... Mai im bặt Nàng thành thật tính độ suýt chút nữa đã nói rõ chuyện cha giận thọ về vụ hà anh. Bây giờ đã lỡ lời biết nói làm sao đây? Thọ hỏi tiếp. Sao nữa cô? Mai lúng túng đáp. À, ba nghe vụ năm quýnh thù anh gì vì, vì cô sẩm nào đó Nàng chỉ tay sang bên nhà của Hà Anh và bất ngờ thấy cô gái Tào đã đang đứng ở cửa sổ nhìn qua. Bốn mắt gặp nhau, hai người cùng quay mặt đi nơi khác. Thọ hỏi nhanh, Ủa, ai nói cho bác chuyện đó vậy? Em cũng không rõ, mà có đúng vậy hay không anh? Anh với cô sẩm gì đó kia kia, cổ đứng ở cửa sổ kìa. Thọ nhóm mình lên và thấy rõ Hà Anh đang ngó sang phòng mình. Có lẽ nàng cũng đã trông thấy Thọ. Chàng lại buông mình nằm xuống giường. Đôi mắt đâm chiêu nghĩ ngợi. Mai đưa mắt nhìn chàng rồi lại hỏi. Có đúng vậy không anh? Tại cô sẩm đó mà năm quýnh thù quán anh hả? Tôi thật không có hiểu nữa. Năm quýnh thù tôi nó đâu có nói ra. Mai không dè thọ nói một cách lấp lửng như vậy. Nàng tưởng đâu thọ sẽ tỏ rõ thái độ mình bằng cách chống đối quyết liệt với những ai ngờ chàng mê cô sẩm kia. Nhất là người hỏi đến chuyện đó lại là mình. Mai ngập ngừng hỏi tiếp. Riêng anh, anh xét lại cử chỉ của mình. Chắc anh phải thấy rõ hơn họ chứ. Nghe ba nói hôm nọ em đã bảo ba là anh thọ đời nào lại đi ganh đua với năm quýnh vì một con nhỏ bán nước đá thọ ngó sững mai muốn phản đối câu nói của nàng nhưng xét thấy sẽ làm buồn lòng mai nhiều lắm chàng lại thôi dung không hiểu được chàng thì mai làm sao mà hiểu nổi tự dưng mà mọi người đều ghét hà anh gẫm ra cũng tội cho nàng thấy thọ vẫn lặng thinh mai lại hỏi Em nói với ba như vậy có đúng ý anh không? Thọ không có dè, mai lại dồn mình vào cái thế kẹt như thế. Nàng bắt buộc thọ phải tỏ rõ thái độ trước những lời đồn đãi về chàng và Hà Anh. Chàng lựa lời đáp. Cô hỏi như vậy buộc lòng tôi phải bày tỏ quan niệm của mình về tình yêu. Sự thật thì đối với Hà Anh tôi cũng không có lý do gì để khinh thường nàng sự giàu nghèo đã thành ra vô nghĩa trước cảnh loạn ly giặc giả rồi. Mai như bị tát vào mặt, nàng choáng váng không còn thấy gì nữa hết. Trời ơi, nếu vậy thì đúng như lời họ đồn đãi sao? Thọ lại tiếp. Nhưng mà tôi cũng chưa có ý nghĩ yêu thương Hà Anh, để đến phải bị năm quýnh thù hận. Mai như người chết đuối giới được cái phao, Nghĩa là sao anh? Nghĩa là tôi chỉ biết Hà Anh qua Dung thôi, vì cô ấy là bạn của em nó mà. Chứ anh không yêu hả? Tôi có nói chuyện tình yêu với Hà Anh bao giờ đâu mà bảo rằng yêu. Có cảm tình như đối với những người bạn gái khác thì đúng hơn. Mà giả lại... Sao hả anh? Tánh tôi lạ lắm cô à tôi không thể yêu một người con gái đang có người khác theo đuổi. Như hiện tại năm quýnh đang mê mệt hả anh? Dù hắn không có quyền hạn gì, tôi cũng chẳng bao giờ tranh đua với hắn cả. Mai thở ra nhẹ nhẹ, bao nhiêu nỗi quốc ức trong lòng đều tiêu tan hết. Vậy là thọ đã định rõ thái độ của mình. Hai người cùng lặng thinh rất lâu. Thọ bỗng gượng ngồi lên mà nói. Riêng đối với gia đình cô Thật tôi đã làm phiền nhiều quá. Không biết đến bao giờ tôi mới trả hết ơn này. á. Mai lắc đầu li lịa. Anh, anh đừng có nói chuyện ân nghĩa mà. Anh không biết là ba thương anh như thế nào sao? Em thì 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 em chỉ nghĩ tới cảnh anh bị bắt giữ, bị tra tấn mà khóc hết nước mắt à. Nàng nghẹn ngào không nói hết câu, Thọ sững sờ trước lối tỏ tình đột ngột đó. Chàng xúc động không cầm lòng được, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mai. Cô Mai! Mai nhòi người tới, rồi gục đầu vào ngực Thọ. Anh! Thọ đưa tay ôm lấy vai Mai, nỗi tình khó tả. Sự yêu thương tự dưng tràn ngập trong tâm hồn chàng. Mai ôm chặt lấy Thọ lòng thương yêu chất chứa bấy lâu bây giờ mới được toại nguyện nàng nghẹn ngào em 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 tưởng không bao giờ anh yêu em hết á thọ ôm chặt mai hơn mà thốt ra những câu mà chàng không có kịp suy nghĩ sao mai lại nghĩ thế tấm lòng của mai đối với tôi đã làm cho tôi cảm kích vô cùng mai chẳng nệ hà gì cả Mai ngước lên đưa tay che miệng chàng, nói nhỏ. Đừng nhắc tới chuyện đó nữa anh. Anh chỉ cần biết là em yêu anh từ lâu lắm rồi. Chưa bao giờ thọ hưởng được phút giây êm ái như thế. Chàng nâng cạm mai lên, hung nhẹ vào môi nàng rồi hỏi. Từ bao giờ hả em? Mai xấu hổ vì chiếc hung đầu tiên mà nàng không chờ đợi, nên cúi mặt đáp lâu lắm rồi nhìn thấy đôi tay nàng đỏ bừng vì e thẹn thọ càng yêu thương hơn chàng hỏi nhỏ lâu mà bao giờ mai ngẩng lên đáp ngay buổi chiều em ngồi câu cá trước nhà anh đi học trên tỉnh về đứng dừng lại hỏi em đó lâu thế kìa mai gật đầu ờ thì lâu chứ sáu ờ, bảy năm rồi Thọ cười. Ha, hồi đó em còn bé tí ti, nào đã biết gì. Mai gượng ngồi dậy, làm bộ mặt giận. Không giận với anh đâu nha. Anh không tin thì thôi. Hồi đó người ta 16 tuổi rồi chứ nhỏ gì nữa. Thọ lại kéo nàng vào lòng. Thôi mà em, anh nói chơi mà. Mai được thể đứng phát dậy, xô thọ ra, chàng bị trúng nhầm mấy chỗ đau mà kêu lên ai cha mai rực nhớ ra người yêu vừa bị tra tấn nên ân hận ngồi xuống ngay anh anh em em xin lỗi trời ơi em quên chứ thọ cười nắm lấy tay nàng lắc đầu không sao nhưng em đừng có giận anh nữa nghe mai gật đầu em đâu có dám giận anh có tiếng dung cười nói Coi vậy phải được không? Mai hết hồn đứng phát dậy. Ngó thấy Dung thì bẽn lẽn chạy tới. Dung, hồi, hồi nãy giờ đi đâu vậy? Bỏ người ta một mình hả? À? Dung ranh mảnh chỉ thọ. Một mình sao được? Hai mình chứ? Có ảnh nữa làm chi? Mai phát mạnh vào vai bạn. Hỏng giỡn à nghe, cứ phá hoài à. Dung cười xoa xoa bên vai ai giỡn chuyện thiệt mà cũng đánh người ta bây giờ hai người phải kiếm cho em cái gì đi nhờ em mà không trả ơn không có được đâu thọ chỉ cười không nói gì riêng mai xấu hổ đến đỏ cả mặt mày nàng không biết làm sao liền gọi thọ kìa anh coi dung kìa dung biểu môi cha chưa chi đã muốn lên mặt chị rồi hả đừng hòng ăn hiếp cô em này anh thọ còn sợ tôi nữa là chị mai không biết làm sao nói lại dung đến bên thọ ngồi xuống anh cô dung ăn hiếp em kìa dung cười phá lên trong lúc thọ nắm lấy tay mai mà nói em lo gì đến phiền cổ thì mình phá lại nước chảy ở đâu cũng tới mà mai kêu lên Ờ, à, phải rồi. Dung ngó hai người. Ha ha, chờ để phá hả? Còn lâu. Tiếng cười của ba người lại gian lên. Chương 6 Hà Anh gỡ tay năm quýnh ra, ngồi lui lại một chút. Đêm đã khuya lắm rồi, bốn bề im lặng, chỉ nghe về phía cuối sớm tiếng chó sủa rời rạc lẻ loi hai người lính bạc ti đăng đang ngồi ở ngoài hè canh chừng cho nam quýnh thỉnh thoảng lại đập mũi bèm bẹp ban phánh nằm ở phòng trong với mấy đứa con nhỏ chúng đã sai ngủ nhưng ông vẫn còn thao thức ngó lên nóc mùng tai lắng nghe từng tiếng động trong nhà nam quýnh tới hồi nào gọi hà anh mấy tiếng dặn hai tên bạc ti đăng gì đó ông đều nghe rõ mặc dù không hiểu Tuy nhiên, ông vẫn nằm lặng thinh vì ông đã muốn như vậy. Ông hứa gả Hà Anh cho năm quýnh vì hắn đối xử quá tốt với ông. Tiền bạc, á phiện, hắn trao cho ông không bao giờ tính. Giả lại, hắn cũng thuộc vào tai quyền thế nhất nhì ở trong làng. Cho Hà Anh về với hắn, có lẽ đời con gái của ông sẽ đỡ khổ hơn hiện tại. Thấy con cứ phải đi gánh nước đi giác nước đá từ dưới đò lên phải cười cợt với đủ hạng người để bán từng ly nước đá lấy năm cách một đồng ông xót xa lắm thôi thì gả chồng cho nó thằng kia có tiền của quyền hạn kể ra cũng nhẹ tấm thân ông ấy thì chắc chắn sẽ có tiền hút mà đám em của nó cũng có người lo ban phánh nằm đêm gác tay lên trán nghĩ đến cái tuổi già cận đại của mình mà thêm ngao ngán. Ôi, đến cái tầng tuổi này rồi cũng chẳng cần danh giá gì nữa. Thật sự thì danh giá là hồi nào kia, chứ bây giờ còn mong gì. Chính ông đã đốt danh giá gia đình hàng tháng, hàng năm bằng ngọn đèn dầu phộng. Bên kia dách lá nằm quýnh thủ thủy. Sao vậy hả em? đêm hôm đó em đã hứa gì với anh hà anh ngồi rút hai chân lên hai tay bó gối vẻ mặt lạnh lùng nàng còn biết nói gì thêm nữa nỗi đau đớn xót xa như tràn ngập trong lòng trời ơi cuộc đời nàng từ đây về sau mãi mãi thuộc quyền sở hữu của tên nàng sao hắn yêu thương nàng tha thiết lắm nàng muốn gì hắn cũng chiều theo nhưng cứ nhìn bộ mặt nhăn nhăn nhở nhở của hắn nàng đã ghê tởm nam quýnh chợt đứng lên vậy ra em đã gạt anh hả đêm hôm trước em hứa hẹn đủ điều để thằng chó đó được thả ra rồi thôi phải không em lầm lắm và đừng chọc giận anh nghe thằng đó vẫn còn nằm trong tay anh mà muốn bắt nó lúc nào mà không được hà anh ngước nhìn lên với vẻ sửng sốt thầy năm có gì mà thầy thù người ta dữ vậy năm quýnh cười nhạt <cười> bất cứ ai ở trên đời này triêu vào tai tôi thì tôi hạ hết năm quýnh này chưa biết sợ thằng nào cả rồi hắn lườm lườm ngó hà anh em yêu nó hả được rồi tôi sẽ không bắt nó đâu nhưng vài hôm nữa em sẽ thấy xác nó trui bập bình ở trên sông này á hà anh sợ thất thần thầy năm thầy năm thầy đừng có nói vậy thấy ghê quá à hà anh đã nắm lấy tay năm quýnh lúc nào cũng không hay tên thông ngôn để ý từng cử chỉ của nàng nên ngồi sát xuống ôm lấy nàng miệng vẫn tiếp tục nói nè nói dông dài em đâu có thấy ngay bây giờ anh dư sức tung qua nhà nó một trái lựu đạn xếp chinh có biết cũng chẳng làm gì anh được nữa một ngàn thứ chết dành cho nó mà bởi vậy anh đâu có ngại thả nó ra hà anh co rúm người lại trong vòng tay của nam quýnh chưa bao giờ nàng thấy cuộc đời khốn nạn hơn nàng nghĩ tới thọ giờ phút này chắc đang sai ngủ trên giường có biết đâu nàng đang trải qua một khúc quanh đau đớn nhất trong đời đêm hôm trước vì sinh mạng của thọ nàng đánh liều ngồi yên cho nam quýnh vuốt ve nỉ non lời ông bướm nàng để yên cho hắn ôm lấy nàng và nói lên những lời không có thật đâu có phải em không yêu thầy năm nhưng mà em chỉ yêu thương trong lòng thầy năm phải biết chứ người tạo sâu kính lắm thầy năm năm quýnh sướng muốn điên lên trước những lời tỏ tình đó hà anh thừa dịp đã bảo anh ta Họ nói tại thầy Năm nghi ngờ em thương cậu thọ Nên mới bắt cậu hả? Năm quýnh gật đầu bảo nàng Đúng vậy Bao nhiêu đó Hà anh cũng biết tôi yêu thương đến độ nào Tôi sẽ diệt hết những đứa gấm ghé Hà Anh á. Hà Anh lắc đầu, gượng cười với hắn. Thầy năm làm rồi, bắt người đó là bậy. Sao mà bậy? Vì tôi có thương yêu anh ta đâu. Hả? Tôi thấy rõ hai người cười cợt với nhau mà. Hà Anh đã làm bộ mặt giận. Tại thầy Năm không biết chứ. Cậu Thọ sắp làm rễ nhà ông hội đồng. Hồi sáng cô ấy có qua nhà thăm nữa đó. Năm quýnh chợt nhớ tới mai thì thích ý vỗ tay đánh bếp một cái. Trời đất ơi, trời đất ơi, tôi nhớ rồi. Hèn gì á, lão hội đồng đi lo cho thằng đó dữ À. Hà Anh được thế nói luôn. Bây giờ thầy Nam đã hiểu lòng dạ của em rồi. Thôi thầy Nam cũng đừng có bắt quan người ta. Thả họ ra em mới yên tâm được. Do đó mà thọ được thả ra sau khi đã làm tờ cam kết mình không có bị đánh đập, tra tấn gì ráo. Riêng ông hội đồng lại tưởng nhờ cái quai của mình mà thọ được về nhà, bình yên vô sự cả nhà bà chủ và luôn cả thọ nữa đều thấy mình mang ơn ông hội chứ đâu ai nghe được những lời trao đổi giữa nam quýnh và hà anh trong đêm khuya nhưng bây giờ trước vẻ mặt thiếu niềm nở cử chỉ kém khả ái của hà anh nam quýnh đã ngờ là mình bị gạt hắn nêu ra một loạt hành động đe dọa khiến cô gái hoang mang và không còn nghĩ đến phương cách chống cự lại hắn nữa nam quýnh hung lên má nàng nói nhỏ. Em phải biết chưa có cô gái nào ở trong làng này mà anh chịu cực khổ như em vậy. Giờ này anh dám lẻn ra đây bộ em tưởng dễ dúng gì sao? Hai tay hắn siết chặt khiến Hà Anh giật mình trấn tĩnh lại được. Nàng nắm lấy tay Nam Quýnh mà nói Thầy Nam, thầy Nam, chẳng lẽ mình lén lút như vậy sao? Bề nào thầy cũng nghĩ đến tiếng tâm của em trong làng chứ thầy làm như vậy dân làng họ khinh em chết à nam quýnh biết con nhỏ này muốn nắm phần chắc nên gãi đầu đáp à, à, thì 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 anh cũng định bàn với ba em cưới hỏi gì chứ hắn nói thế chứ làm sao mà cưới hỏi vợ hắn đã năm con rồi nhưng hắn còn để ở nơi khác đó thôi đám cưới rình rang vợ hắn hay được thì hỏng hết Hà Anh thừa dịp đó hỏi luôn. Bao giờ hả thầy Năm? Mình chính thức cưới hỏi người trong làng sẽ không có chê cười em. Năm quýnh là tai nhiều thủ đoạn, đã từng quen với cái chuyện hái mận bẻ đào, nên dễ gì hắn làm kế quản binh của Hà Anh. Cô ta đang nằm trong tay hắn với sự đồng ý của ban phánh, thì đời nào mà hắn ngồi yên nói chuyện cho tới sáng. Năm quýnh dục ôm choàng lấy Hà Anh, hôn lên môi nàng thiếu nữ xấu hắn ra cố chống trả mãnh liệt nhưng sức nàng yếu hơn một lúc đã liệm dần trong tay hắn nàng biết mình có kêu cứu, cứu cũng vô ích vì cha nàng đã một lòng với kẻ phá hoại đời nàng sớm diện hay biết chuyện này lại càng nhục nhã hơn hà anh cắn răng tuôn dầm nước mắt tự nhiên nàng nghĩ tới thọ nhớ đến hôm nào mới biết nhau chàng đàn cho nàng hát bản mùa xuân và tuổi trẻ. Bên ngoài, hai tên lính bạc ti đăng vẫn ngồi gác. Thỉnh thoảng, chúng lại đập mũi bêm bếp. Ban phánh trở mình quay mặt vào trong. Ông đâu có điếc mà không có nghe những chuyện đã xảy ra ở bên kia phòng của con gái. Nhưng ông vẫn làm ngơ. Ông nhủ thầm. Cái đời con gái sớm muộn rồi cũng đi đến chỗ đó thôi ở một nơi nào đó tiếng súng vọng lại đi đùng ông hội đồng cười ha hả khi nghe thọ kể lại vụ năm quýnh thả chặn ra còn bắt làm tờ cam kết không có bị đánh đập gì hết ông nói ha ha vậy là nó khôn đó chấp nếu không hả bác cho tù rột xương luôn cả thằng xếp bót nữa nó bắt cháu không có giấy tờ gì hết mà Tại mình hiền bỏ qua cho nó đó. Nếu không hả bác à, báo với chủ tỉnh đó. Nhưng ông không có nói hết câu được. Chỉ tự thấy ngượng ở trong lòng. Sáng hôm nọ qua bên bót gặp năm quýnh rồi, ông cũng tự biết hắn chẳng sợ gì ông hết. Bởi lẽ ở trong vùng hẻo lánh xa xôi này, có cây súng ở trong tay thì muốn làm vua, muốn làm chúa gì cũng được. Nhà nước còn bận bao nhiêu chuyện khác, muốn xét xử tới vụ hóng hách của một tên thông ngôn cũng còn lâu. Riêng bà Hội và Mai thì rất hãnh diện về quyền lực của ông Hội ở trong làng này. Bà chủ và cả thọ cũng đều tưởng lầm rằng mình mang ơn ông Hội. Cuộc hàng nguyên ơn nghĩa cứ kéo dài rồi, bà Hội mời bà chủ và thọ ở lại dùng cơm trưa luôn thể. Thọ chờ lúc ông Hội hơi mệt mới xin phép ra sau giường chơi. Chàng có ý muốn tìm Mai để nói chuyện. Sau lần tỏ tình hôm nọ, hai người không gặp nhau một lần nào nữa. Chàng thơ thẩn qua mấy líp dừa, đi sâu vào vườn quýt. Nhớ lại hôm nào hai người đã dắt nhau ra đây. Những cảm giác đầu tiên lúc mới trở về gặp Mai trong khu giường này. Chàng thấy Mai lớn hẳn lên và cảm tình đối với mình vẫn tha thiết. Có tiếng hưu trong bụi cây khiến cho thọ giật mình kêu lên. Kìa em! Mai nhí nhảnh hiện ra, mỉm cười hỏi. Anh đi đâu vậy? Thọ liếc mắt nhìn qua nó rồi nói nhỏ. Anh đi tìm em. Mai cúi mặt mà má ửng hồng, vừa sung sướng vừa e thẹn. Chưa bao giờ nàng cảm thấy hạnh phúc hơn. Nàng yêu thọ, và chỉ mỗi một mình thọ, từ bao nhiêu năm nay. Bây giờ mới hiểu chàng cũng yêu thương mình xem chừng đôi bên gia đình cũng đồng ý cho hai người kết hôn với nhau. Thế thì còn gì đáng lo nữa. Bỗng dáng cô gái Trung Hoa đã làm cho nàng khổ sở mấy đêm dài, cũng đã tan nhòe đi sau chiếc hôn đầu tiên của thọ. Thấy Mai có vẻ thẫn thờ, thọ hỏi ngay, có chuyện gì hay không em? Sao em không được vui vậy? Mai ngó chàng mỉm cười, <cười> đâu có gì. Hay là em không muốn anh đi tìm Vậy anh trở vô nhà đó Chàng dứt lời quay mặt đi Mai nắm chặt tay chàng mà kêu lên Kìa anh Sao sao em lại không muốn Anh kỳ quá Rồi nàng bỏ chạy về phía cuối giường Thọ đuổi theo sau Đến gần bờ tre Thì Mai ngồi thập xuống trên đám cỏ Thọ lỡ trớn té ngồi bên cạnh nàng Thở hào hển Mai cười gian lên chạy một chút cũng mệt hả? Thanh niên thành thị có khác à? Thọ nhìn thấy đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng như ngạ thì chỉ nghĩ đến chiếc hôn. Tuy nhiên chàng không dám hôn mai ở giữa giường, sợ có ai nhìn thấy thì nguy hiểm vô cùng. Thọ nắm lấy tay mai và đắm đuối nhìn nàng. Thiếu nữ chừng như hiểu được ý nghĩ của chàng nên cúi mặt nhìn xuống. Đôi má ửng hồng, hai người im lặng rất lâu. Đột nhiên mai ngó chàng bậm môi rồi hỏi Làm gì mà ngó người ta dữ vậy? Ghét lắm hả? Thọ không cầm lòng được, xích tới ôm toàn lấy dây nàng. Hờ, à, ghét lắm, muốn ngờ muốn cắn mồi em thôi á. Mai mắc cỡ đứng phát dậy. Không có giỡn với anh đâu nha, anh xấu quá hà. Em đi vô á. Thọ nhòi mình tới chụp lấy chân nàng kéo lại, mai ngã nhào lên mình thọ cười sung sướng trong khi đó ở nhà trong bà mẹ thọ đã bắt đầu đề cập tới chuyện hôn nhân của đôi trẻ việc này bà đã có nói qua với bà hội một lần khi thọ còn học ở sài gòn bà có ý đó vì muốn cưới vợ cho thọ để cầm chân chàng ở nhà luôn hôm qua nghe dung kể lại việc thọ và mai đã tỏ tình với nhau rồi bà lại càng muốn tính gấp chuyện hôn nhân Hồi đi qua đây bà cũng có hỏi thọ Con có định cưới mai không? Thọ biết là Dung đã thóc mắt với mẹ Nên đáp nhỏ Dạ tùy má định Bà chủ cười, Tôi còn định gì nữa Cô cậu đã tỏ tình với nhau rồi Tôi không hỏi chính thức để anh chị hội chê nhà mình không biết dạy con. Hôm nay qua đó má đánh tiếng luôn cho con. Chỗ gần gũi không cần mai dông làm chi. Thọ chỉ cúi đầu dân dạ. Bà hội vừa tem trầu đưa qua cho bà chủ. Ngó thấy dáng điệu trịnh trọng của bà kia thì biết ngay có chuyện quan hệ. Bà chủ bắt đầu. À thưa chị, chỗ cùng làng cùng sớm với nhau tôi xin chị cho miễn cái chỗ mai dông để được thưa một chuyện bà hội tươi cười nói <cười> chỗ chị em mình hai nhà càng ngày càng gần nhau tôi mừng lắm chị đừng ngại gì cả được lời như mở tất lòng bà chủ tiếp dạ cũng không có chuyện gì ngoài vụ hai cháu nó Tôi định thưa với anh chị cho đánh tiếng hỏi cháu Mai cho thọ. Nếu anh chị có lòng thương cháu nó ở nhà. Bà hội đồng ngồi yên, chờ bà chủ dứt lời mới nói. Chị cũng rõ là vợ chồng tôi đều thương cháu thọ. Nếu không đời nào ông chịu cực, chịu khổ vì cháu nó như vậy. Bà chủ dân dạ rồi đáp. Thiệt chứ, lần này không có anh hội chẳng biết năm quýnh nó còn đài đọa con tôi làm sao nữa rồi bà nhìn qua cửa sổ ngó thấy ông hội đang chỉ chỏ bài biểu cho mấy người làm công móc mương đắp líp giường bà dục hỏi chị nghĩ xem tôi có nên thưa qua câu chuyện đó với anh hội ngay bây giờ không bà hội cười nói khỏi chị à Nói thiệt với chị, chuyện đó chị em mình đã nói với nhau một lần rồi. Chầu xưa tôi có về bàn với ổng. Bây giờ cứ để coi ngày, coi tuổi rồi xem giờ lành tháng tốt rồi làm lễ hỏi cho tuổi nó đã. Xem bộ hai đứa cũng thương nhau mà. Bà chủ gật đầu cười. Dạ, cũng bị vậy mà mình nên tính sớm cho phải bà hội cũng mỉm cười thân mật dòng đọc xứ cơ hoa xin tạm chia tay quý vị nơi đây hẹn gặp lại cái nhà vào buổi đọc truyện lần sau nhé chúc quý vị có một ngày mới thật an yên và hạnh phúc